Em chào các bác nhé. Và em lại lên khám phá khu du lịch Xuân Hòa Sơn. Đây là cái khu du lịch mà có quy mô xây dựng lớn nhất ở Cao Bằng các bạn. Có thể nói là khu du lịch hoành tráng nhất Cao Bằng đến thời điểm bây giờ. Thì bây giờ các bác sẽ cùng em đi khám phá khu du lịch gọi là nổi tiếng nhất ở Cao Bằng thì xem là có gì hay và thú vị nhé. Du lịch Xuân Hòa Sơn. Chào các bác nhé. Đấy, đây là đã vào đến chỗ sân để xe ô tô đây rồi. Đấy, cái bãi sân để xe này thì rất là rộng các bác. Đấy, đây là khu vực để xe máy. Đấy, rộng lắm. Chỗ này thì phải để được hàng trăm cái xe ô tô. Bãi này. Đây là từ cổng vào đây. Còn khu vực bên kia là bể bơi các bác nhé. Bể bơi là họ mới thành lập nên là giờ là rất đông khách đi bể bơi. Đấy, giờ em sẽ đi sang bên kia để ngồi xe điện lên khu vực sân golf các bác nhé. Còn bác nào mà muốn đi bộ để ngắm cảnh thì là các bác có thể đi bộ lên. Bên kia là khu đi vào khu nghỉ dưỡng. Kia rồi, giờ thì em sẽ lên chỗ xe điện kia nhá. Đây, có một xe điện đang chờ khách ở đây. Khi nào mà đủ nguồn lực khách thì là họ sẽ đưa lên trên khu vực sân golf kia. Đấy, chỗ khu vực này là có một cái là một cái thác nước rất là mát. Đấy, trong này là họ mới xây dựng một cái trò chơi cho trẻ em. Cái này là máy bay. Bây giờ có xe điện lên trên kia không anh? Có, xe điện. Đi ngồi xe điện lên trên kia đâu nhỉ? Đây ra ngồi xe đây. Bác ơi, ngồi xe điện nào. À đây. Đây lên xe này luôn. Lên xe, Linh đâu rồi? Khu vực trên kia là có một cái gọi là cái cột xây gió. Nhưng mà cột kia chắc là mô hình thôi các bác, chứ còn nó cũng không quay được. Ở nơi chắc thích in chụp ảnh đó. Nói chung là khu vực này thì không gian rất là rộng. Khách du lịch chỉ có thể đi bộ đi ngắm cảnh thoải mái. Người lớn là bao nhiêu một vé? 65 à? 60.000 một vé. À bây giờ lại xuống 60.000 này. Vé vào cổng là 60.000 một vé. À, người lớn các bác, còn trẻ em là 20.000. Từ từ chờ đây một tí nào. Hôm nay cũng là cuối tuần nhưng mà cũng không đông khách lắm các bác ạ. Như này là cũng thưa thớt, cũng vắng thôi. Hôm nay là trời rất là nóng, chủ yếu là họ vào đây để đi tắm bể bơi thôi. Đấy, còn khu vực này là họ vẫn đang xây dựng. Ở đây là họ vẫn chưa xây dựng xong đâu các bạn, vẫn còn đang cải tạo nhiều lắm, chưa xong. Đấy, bắt đầu đi rồi các bác nha. Đấy, sẽ có xe điện là đưa chúng ta lên trên khu vực trên kia là sân golf. Sau đó nếu như mà tham quan xong đi xuống thì sẽ có xe điện đi xuống. Mà không thì là khách du lịch thường đi bộ xuống để tham quan ngắm cảnh các từng cái khu vực riêng.
một ngày lại có một cái hồ đấy. Lên đến đây là gió rất là mát. Đây có một cái nhà gọi là nhà vuông. Nhà này không biết là để làm gì đấy. Đây họ trồng rất nhiều mận nha các bác nhá. Mận này có quả này khách tha hồ vào ăn thôi chứ họ không bán. Đây này là khu vực vườn dâu này. Đây, trên này là sân golf đây này. Đây em sẽ vào view qua sân golf cho các bác xem nhé. Trên này là đấy, toàn bộ khu vực ở đây là có thể uống cà phê. Đấy, em ra đây để em có view toàn cảnh cái khu vực khu du lịch Xuân Hòa Sơn cho các bác xem này. Chỗ này là nó vị trí cao, em sẽ view lại toàn cảnh cho các bác xem. Đấy, khu du lịch này thì rộng lắm các bác. Ở đây thì không khí khá là mát mẻ trong lành các bác. Vì khu vực này nó ở trên đồi mà. Đó, như cái đoạn đường dài này. Không, em đi bộ đây nhỉ. Đoạn đường dài này nếu mà các bác mà không muốn đi bộ ngắm cảnh thì vẫn có xe điện nhé. Xe điện đi vòng quanh mà các bác thì sẽ đi xuống. Đấy, trên này họ có một cái sân khá là rộng này. Và có một cái kia gọi là nhà tròn các bác nhé. Cái khu vực lúc nãy mà đi qua cái chỗ này này thì nó có một cái đây, khu vực trên này này thì nó có một cái nhà gọi là nhà vuông. Đấy, còn ở đây thì là cái gọi là cái nhà tròn. Đấy, tượng trưng cho trời và đất đấy các bác. Đấy, nhưng mà em nhìn là gần như là không thấy có một bóng khách nào. Cái thời điểm ban đầu mà mới đưa vào khai trương thì rất là đông khách, cuối tuần đông lắm. Còn là bây giờ thì em cũng đi khám phá thì view đến đâu thì sẽ view cho các bác xem đến đấy nhá. Đó, khu trên này thì là không biết là làm cái gì đây. Đấy, còn khu vực đồi thông trên kia các bác. Trên này thì là họ sẽ cho
đốt lửa trại nhé, hay là tổ chức cái cuộc như là đi picnic ấy, tổ chức các cái cuộc vui chơi mà đốt lửa trại ở trên khu vực đồi thông ở trên này. Rộng lắm các bạn. Đây bây giờ em sẽ đi xuống khu vực dưới kia nhé. Và đây là khu vực vườn xoài. Và em thấy là quản lý ở đây báo là sau này mà ví dụ xoài có quả thì là chắc để cho khách du lịch vào hái ăn thôi, chứ còn họ cũng không bán đâu. Nhiều lắm các bạn, rộng lắm. Vườn xoài chưa thấy có quả. Đây, còn bên này là khu vực rừng trúc này. Đấy. Có cả các bàn đá để khách có thể vào đây ngồi nghỉ chân. Đấy, mấy cháu bé đi chơi hả? Không. Chạy đâu đây? Đấy, mát lắm các bạn. Nhưng mà ngồi đây thì có vẻ hơi muỗi, hơi nhiều muỗi đấy. Đây khu vực này người ta trang trí rất nhiều các cái trong chóng, cái trong chóng bằng giấy này, nó gấp lên và gió thổi quay rất là đẹp các bạn. Bắt đầu tạo thành một khu phố đi bộ để chụp ảnh nhá, cũng rất là đẹp. Lên trên khu vực trên nhà tròn trên này nhá. Đấy, ở đây nhà tròn đấy. Giờ em sẽ vào khám phá nhà tròn này nhá, xem là bên trong là có cái gì. Đây, toàn cảnh khu vực sân. Khu vực sân nhà tròn đây rất là rộng các bạn ạ. Chỗ này để tổ chức những cái buổi hội diễn, những buổi diễn ca nhạc hay là các cái chương trình sân khấu nghệ thuật thì cũng rất là tuyệt vời. Này, giờ em sẽ vào nhà tròn. Và trong này có quầy lễ tân nhé, bán các đồ giải khát. Cái này là lên đâu? Con thử ngó lên xem có cái gì nào. Đây, cẩn thận ngã. Đâu, bố thử ngó lên xem nào. Trên này có một cái cầu thang lên trên này các bạn. Không biết là có cái gì ở trên này. Sẽ không biết cái gì luôn. Cẩn thận ngã thôi, xuống đi con này. Trên này không có gì đâu. Đây. Không có gì. Đấy, khu vực trên này thì chúng ta có thể view được toàn cảnh xung quanh. Kìa, lúc nãy là chúng ta đi qua cái hồ ấy các bác kìa. Và cũng có một cái gọi là một cái nhà chòi ở giữa hồ. Khu vực kia là khu vực sân gôn. Mà lúc nãy chúng ta vừa đi đấy. Giờ em sẽ đi lên chỗ khu vực đồi thông trên này nhé, là khu mà để có tổ chức các cái cuộc
đi chơi dã ngoại hoặc là đốt lửa trại đấy, để xem là có cái gì mới. Dưới kia là họ xây một cái nhà như là nhà gọi là nhà gì, gọi là khu vực vườn hoa, nhà em cũng không biết là nhà gì, là tí nữa xuống đọc cái biển thì mới nhớ được. Nhưng mà trong này họ xây dựng cũng khá là đẹp, rất là nhiều hoa, khuôn viên rất là đẹp luôn. Thì tí nữa em mới xuống em quay chi tiết cho các bác xem. Đây, từ đây lên là lên đồi thông các bác nhé. Trên này là họ đây họ làm cái đường bê tông lên trên khu vực đồi thông ở trên này. Đấy, đứng đây là cũng là một cái khu vực ở góc view rất là đẹp. Đây là nhà vuông nhé các bác nhé. Bởi vì lúc nãy em đóng cửa thế này em cũng không vào. Không biết là bên trong có gì không. Đấy. Đấy, chỗ kia là phố vực họ xây một cái gọi là cối xay gió. Trong này họ xây dựng những cái nhà bằng gỗ rất là đẹp. Làm cả bằng gỗ các bác nhé, gỗ và ốp xi măng. Đây. Đây, dạ đây em view toàn cảnh cái khu vực bể bơi nhé, hai bể bơi. Đây chính là bể bơi dành cho người lớn này. Còn bên này là bể bơi dành cho trẻ em. Đấy, còn khu trong này là khu vực các phòng nghỉ, nhà nghỉ dưỡng các bác nhé. Điểm du lịch này thì nó cách thành phố 13 cây. Nếu như các bác từ Hà Nội lên thì các bác sẽ đến điểm du lịch này trước. Sau đó là từ đây vào thành phố là 13 cây nữa. Đấy, thì đây. Đường từ Hà Nội lên là sẽ đi qua cổng của khu du lịch Xuân Hòa Sơn luôn. Lên đến Cao Bằng thì các bác sẽ đi qua khu vực này nhé. Em đi vào thời điểm này là 5 giờ chiều. Nên là trời là cũng hết nắng rồi, nắng dịu rồi. Nên là rất là mát, không khí rất là mát. Đấy, đứng ở đây thì có cái tầm view rất là rộng các bạn.
ngắm toàn cảnh Xuân Hòa Sơn. Rồi giờ là em sẽ đi xuống nhá. Đây ở đây là họ vẫn đang xây dựng các công trình. Giờ em sẽ đi vào chỗ khu vực nhà nghỉ dưỡng nhé. À đang thi công mà không ấy quay. À, em đi vào khu vực nghỉ dưỡng nhé mà. À đã đi đường dưới. À đi đường dưới. Vâng. Bể bơi. Las Vegas. Đấy, ở đây thì họ trồng rất nhiều hoa. Này cũng đang nở thôi. À, dưới khu vực này là có cả đạp vịt. À, nhưng mà đang không có khách nào đạp vịt ở đây. Hồ rất là rộng nhé. Đây là khu vực nhà nghỉ dưỡng này. Trước mỗi nhà nghỉ dưỡng là sẽ có một bộ bàn ghế để ngồi. Đây có cả xe đạp để cho khách có thể đi tham quan toàn cảnh khu du lịch hoặc là đi dạo mát đây. Rất là đẹp, rất là thơ mộng. Cũng khá là nhiều phòng nghỉ các bác nhé. Đấy em đi một vòng thế là cũng hết cái khu du lịch Xuân Hòa Sơn này đấy các bác. Đây là toàn cảnh Xuân Hòa Sơn các bác ạ. Nếu mà các bác có dịp lên Cao Bằng chơi thì cũng ghé thăm Xuân Hòa Sơn một lần các bác nhé. Để tự mình cảm nhận thôi. Em cũng xin phép là kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp lại các bác một dịp gần nhất. Em chào các bác.